thì sẽ tiến hành cái kỹ thuật là chọc dò dịch màng phổi. Thì bước đầu tiên đó là sẽ giải thích cho bệnh nhân về cái chọc dò dịch màng phổi. Bác ơi, hôm nay thì là con sẽ tiến hành chọc dò dịch màng phổi cho bác. Dạ, thì thủ thuật này á, là để là rút dịch ở trong cơ màng phổi của bác nè, gây khó thở cho bác á. Đó, thì phải rút bớt dịch ra và đồng thời là đem cái dịch đó đi xét nghiệm. Dạ. Dạ, thì khi chọc dò dịch màng phổi á, thì là lúc mà kim tiêm nó mới đâm vào á, thì sẽ có đau. Nhưng mà sau đó thì khi vào bên trong màng phổi rồi á, thì nó sẽ đỡ đau hơn. Dạ, đau ít hơn thôi. Dạ. Bác cứ bình thường, hít thở bình thường. Hít thở đều à. Sáng ăn sáng chưa? Rồi ha. Thường á là bệnh nhân mà chưa ăn sáng á, người ta dễ bị hạ đường huyết và lúc đó là nó dễ bị sốc thời gian hơn ha. Đó, mình nên nói bệnh nhân là ăn sáng nhưng mà cũng đừng có no quá ha. Rồi bác cứ hít thở bình thường nha. Không có gì phải sợ hết nha. Rồi. Thứ hai là sau đó là ta sẽ bộc lộ vùng để chọc dò. Thì ta chọc dò dịch màng phổi thì ta sẽ bộc lộ vùng lưng. Thì chọc dò dịch màng phổi thì ở khoảng là khoang liên sườn 7-8. Không, tùy ha. Đó là bệnh nhân này đã được đi siêu âm, đúng không? Tức là bệnh nhân này có một cái phim X quang phổi, nó tràn dịch màng phổi, thì lát nữa mình sẽ ghép cái phim đó vô cho bà Thảo. Thì bệnh nhân này đã được siêu âm và có cái chỗ đánh dấu điểm chọc dò ở đây, đúng không? Đây. À, rồi trước khi đó em kiểm tra lại cho tôi nghe coi có đúng là cái chỗ đó là có dịch thực sự hay không ha. Rồi giờ con bắt hít thở đều nha bác. Để em nghe cái gì em nói ha. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng đó. Rồi. Thì em thấy gì? Dạ, âm phế bào của bên trái thì là rõ, nhưng âm phế bào bên phải thì mất hoàn toàn. Mất hẳn nha. Rồi nếu muốn kiểm tra thêm nữa có hội chứng bao giãn thì mình làm gì? Mình sẽ sờ bụng thâm. Sờ bụng thâm. Rồi để nghe. Tại vì đây mình đã chôn chú được cái điểm chọc dò của mình. Rồi giờ bác đếm 1, 2, 3 lớn lên. Đếm đi bác. Rồi bác đếm rồi. Rồi rung thâm ở bên trái thì rõ, còn rung thâm ở bên phải thì mất. Rồi còn cái gì nữa? Gõ ha. Gõ. Rồi em gõ đi. Bạn để gần gần cho để nghe cái tiếng gõ. Gõ thì em thấy gì em sẽ nói. Bên trái thì nghe được vang nhưng mà nhỏ, còn bên phải thì khó không nghe. Họ thấy được. Thì bệnh nhân này về lâm sàng ha, về cận lâm sàng thì mình có cái vang phổi là mờ toàn bộ nửa phổi phải, đúng không? Về lâm sàng, về cận lâm sàng mình siêu âm mình thấy có dịch màng phổi. Triệu chứng cơ năng là mình đã hỏi bệnh nhân rồi có những cái triệu chứng ha, và khám thực thể rồi kiểm tra lại thì thấy rõ ràng có hội chứng mà giảm ở đấy phổi bên phải. Vì vậy mình để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân thì mình phải chọc dịch màng phổi, đúng không? À, rồi bây giờ muốn tiếp theo ngoài cái chuẩn bị bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân, bộc lộ cái vùng kiểm tra lại thì sau đó mình làm gì nữa? Để hạn chế cái những cái sốc và gan hoặc là giảm đau cho bệnh nhân thì mình phải trước hết mình phải làm gì? Dạ, thứ nhất là phải cho tim lidocaine và bạn cho cái adrenocortin đi. Nó anh để qua đây nè. Nó để đây. Rồi đưa cho bạn nửa ống oxy, tim bắp đi. Nói bạn thích cái này để làm cái gì? Nửa ống thôi nha. Tim bắp ha, bạn vừa làm bạn vừa nói. À, mục đích tim atropine là mà bệnh nhân bị giảm nhịp tim gây ra, có thể là bệnh nhân sốc. Sốc thì lười đó ha. Ta gọi là sốc tai gan ha, cấp thể sau nha bạn. Không sao có đau gì hết đó, cái này thì không có đau ha, này ống thôi đủ rồi ha. Rồi. Rồi. Cái thứ hai mình phải sử dụng là gì? Cái gì mình đi đọc xong rồi, cái gì mà tôi tiêm cái gì mà tôi tiêm bệnh. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là mình tiêm giảm đau lidocaine. Giảm
đau tại chỗ ha. Rồi bây giờ giảm đau tại chỗ thì cái khu vực này là cái khu vực mà em sẽ làm cho bệnh nhân ha. Bây giờ để cho em đã nghe kỹ ở chỗ đó rồi ha, em thấy nó giảm đúng không? Nhưng mà nguyên tắc á, em chọc giò dịch mặt mũi là em phải đâm như thế này nè. Cái xương sườn của mình á, cái bờ trên hay bờ dưới là có thần kinh mạch máu đi qua. Bờ dưới à? Bờ dưới, đúng không? Bây giờ giữa hai cái khoảng liên sườn á, thì cái có hai xương sườn nằm trên với xương sườn nằm dưới đúng không? Vậy cái bờ dưới á, nó sẽ có mạch máu với thần kinh đi qua. Mình đâm như chỗ đó thì bệnh nhân sẽ đau hơn và máu nó sẽ bị chảy máu cho đó nhiều hơn, đúng không? Do đó mình nguyên tắc mình sẽ đâm ở bờ gì? Bờ trên xương sườn dưới. Trên xương sườn dưới. Nhưng mà bây giờ để cho bờ trên xương sườn dưới nó rõ ra, đừng có đâm trúng ở bờ dưới xương sườn trên á, thì mình phải làm cho cái chỗ đó nó giãn ra, đúng không? Cách nào để làm giãn ra? Phải cho bệnh nhân giơ tay cao lên đầu, ha. Có một em ra đây đứng giùm tôi ôm bệnh nhân, ha. Em đứng em ôm bệnh nhân để bệnh nhân, nói chung có nhiều người á người ta sợ ha, thì có người đứng bên cạnh vậy. Rồi thì em sẽ giãn được cái này được chút nào được đó ha, ôm vậy cho bệnh nhân đỡ mỏi nữa ha. Rồi em bắt đầu thay găng tay đi, nhanh làm nhanh chút. Cái tê thì bạn sẽ ra đi, tại vì thần kinh thì nó sẽ nằm ở dưới da nhiều đúng không? Bạn sẽ đi từ từ, bạn đi tê dưới da xong rồi bạn đâm vô cái cơ chút ha. Cái lợi ích của cái việc này á, tay bệnh nhân này cũng tương đối ốm, thành ra là nhân tiện á, mình vừa gây tê và sau đó mình đâm vô, mình sẽ dò coi đúng là cái chỗ đó có dịch không. Khi mình đã đâm qua rồi mình sẽ rút nhẹ coi nước nó ra được, khỏi thì đúng là cái đó rồi. Rút ra một cái lấy kim lớn thì sẽ lùn nhiều hơn ha. Tại vì chỗ này bạn đã nghe thấy rõ rồi, bạn xác chuẩn. Đó lẽ là phải chải lên. Đúng rồi. Em định chải lên. Rồi bạn chải luôn. Để dùm như vậy. Đã bà chải luôn kìa. Trên xương sườn dưới em đang dự định cái vùng đó là cái vùng em chọc, nhưng mà em sẽ dự định là nghe cái vị trí chính xác là nào, em dò được không? Nếu mà bệnh nhân cái chỗ đó nó hẹp quá, em kêu bệnh nhân ưỡn nhiều hơn, bạn này kéo cho bạn này cho ha, đúng không? Chỗ này thấy rõ, còn dưới rồi, thì bây giờ em tiêm dưới da tôi rồi đi ngâm từ từ qua các lớp na dưới da rồi vô tới cơ ha. Mà khi em có cảm giác thì vô màng phổi rồi thì em rút ra một miếng chưa, đi từ từ ha. Cái kia này nó nhỏ nha. Xíu à cô, mình gây tê cho cô đó để cô bớt đau á nha, tổng kiểm tra máu nha. Cho một cái cục nhỏ như hộp đậu vậy ha. Xong rồi mình quay ngược trở lại, mình đâm vô cơ chích một tí xíu ha. Ở trên xương sườn dưới nha. Cây tê cũng vậy. Giờ đặt thẳng vô, đặt thẳng vào trên xương sườn dưới. Có bị đụng gì không? Thấy đụng xương không? Có. Xương là xích lên chút xíu. Rút cái kim này chút cũng được, tại giờ mình gây tê rồi ha. Giờ em đã gây tê dưới da rồi đúng không? Để em nghĩ lên một tí xíu, để em xích nè tí xíu. Em thấy theo dõi cái giò, cái bờ trên xương sườn dưới thấy rõ nè. Nó bị thích lắm ha.
Nhà này có cái bú mỡ như này. Đây xích vô đây thì nó hơi bị xuống vô cái xương. Bởi vì tôi nói trước khi ấy là cái giò cái trên cái xương dưới tôi thấy đây ha. Sao cô? Ừ? Hơi hơi ha cô ha, đang đi tê cho cô đó ha. Rồi, em thích thể sâu đi cô. Cái xương này, cái giò này nó hơi thích ha. Lát xíu mình lấy cái kim lớn mình cũng sẽ đi y chang vậy. Tại vì đúng như cái khe đây nó nằm sát gây tê cho cô rồi đó ha. Nếu mà có gì đau hay gì thì nói liền nha, không sao đâu. Tặng đó cái tay này điều khiển cái đường lên còn chưa chưa khỏi nha, khỏi hả cô? Chịu khó một chút ha, chịu khó một chút vô rồi là khỏi rồi, bây giờ đã cố định cái đó, rút đi đó, rút đi, rút nguyên một cái xi lanh luôn ha, để mình thử nha. Thì mình quan sát cái dịch này màu gì? Màu nâu với bạn. À đúng rồi. Máu sậm á, máu sậm á, máu lâu là nó phân hủy á. À, rồi, bây giờ bạn Thảo cho xin cái ống để mình là chuyển lưu ra. Sợ cái dịch này phải dùng cái troca quá, nhưng mà thôi cứ thử dẫn lưu trước bằng cái ống nó trước thì con ha. Nếu được cái thì mình được rồi đó cô, xong rồi đó ha. Rồi bạn Thảo cho băng keo bên gòn để cố định. Thì trong trường hợp cái dịch nó loãng quá thì mình cho nó chảy từ từ thì cũng được. Mà những khi dịch nó đặc quá thì mình phải dùng cái lực ở ngoài để mình rút ra. Có rồi. Dầu có đi. Rút đi. Tại vì nó đặc quá nên mình phải vừa rút vừa xả ha, rút ra. Ha, rồi một bạn khác là phụ là xong mình quay cái cặp ba khóa cái đầu lại. Đúng không? Rồi bơm như thế này đi. Nặng bay không? Cứ vậy mà làm ha. Nếu nữa rút cho cô sẽ thấy dễ thở hơn ha. Nó nước nó nhiều trong phổi quá thì nó khó thở ha. Thôi quay một vài cái rồi ha. Để xin cái chai này nè. Khi mình rút ra cũng vậy nữa, có khi bệnh nhân ho ha. Rồi giờ coi chừng em giữ giùm chỗ này rồi mình kiếm đâm cái tay ha. Rồi xong rồi mình tháo ra ha, mình băng ép lại. Rồi, dạng bệnh nhân sao? Dạng bệnh nhân sao? Rồi bệnh nhân xong rồi nè, rồi dạng sao nào? Mình băng lại đi ha, lấy băng keo băng ép. Rồi cô, cái gì cô nằm ha, nghỉ chút xíu, hãy thấy có chuyện gì thì cô kêu liền nha. Nói vô mình hỏi chút, thấy dễ thở không?